Chào anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách độ chế cái máy bắn đinh BX3. Bắn đinh BX3 thường thường là nó phải xài đúng cái mã đinh BX3, là cái đinh nó có cái cạnh này nè. Đó, thì sau khi mình độ chế lại thì nó bắn được cái đinh Hilti thường là cái đinh này, hoặc là cái đinh của máy bắn đinh mắt găm xét hay máy Trung Quốc là đinh này là đều bỏ vô đây bắn được. Bây giờ sau khi mình lấy xong là mình thử cho anh em coi nè. Đây, bỏ cái đinh Hilti thường vô. Bắn. Mở máy nè. Anh em coi bắn nè. Đó, đinh nè, rồi vậy nè, anh em thấy không? Đây, một. Đó. Con xù. Anh em thấy không, sau khi mình độ chế là mình xài được cái đinh thường, khỏi phải mua đúng cái mã đinh BX3 chi cho nó mất tiền. Rồi bây giờ mình bỏ cái đinh này ra, mình gắn cái đinh này. Đó, bây giờ bỏ đinh thường vô nè. Đó, anh em thấy không, đinh 2,5 nha. Đó nè, đinh nè. Rồi bỏ vô, rồi anh em coi đắng đây. Đó, lúc luôn là nó bắt đầu quá. Sau khi bắn nè, anh em coi nè. Đó, dĩ đinh 10 cây, giờ bắn ra còn được có mấy cây thấy không? Đó, rồi, xin chào, cảm ơn tất cả anh em. Bây giờ đầu tiên mình hướng dẫn cho anh em cách là hắt để mà cái đinh xài cho máy bắn đinh ga BX3. Cái máy bắn đinh BX3 thì nó xài cái loại đinh đó, là cái loại đinh nó có cái cạnh giống như nè. Thì cái đinh này thì cũng hơi mắc, giá thì gần gấp đôi cái đinh Hilti GX100 với Hilti GX120, thì nó khác nhau ở chỗ cái cạnh này nè. Nhìn thì nó giống nhau y chang nhưng mà do nó khác cái cạnh, cho nên là khi mình bỏ đinh thường Hilti vô là anh em bắn không có được. Thì bây giờ cách để hướng dẫn cho anh em giải quyết cái chuyện này để mình xài cái đinh thường này cho giá nó rẻ mà cũng dễ mua nữa. Thì việc đầu tiên anh em tháo ra, thì ở đây trong cái băng đinh này thì nó có cái cạnh này nè. Thì trước hết anh em cái rãnh ở giữa này nè, anh em bào bỏ đi. Lấy cái cây chu vít này nè, bào cái này nó mất cái cạnh này đi. Rồi. Xong. Sau đó anh em đi vô ngay cái chỗ cái lẫy ngay chỗ này nè, ở ngay cái chỗ mà mình chấm cái hộp nút màu trắng này nè. Đó. Thì khi cái đinh này nó vô tới trong thì nó đè cái lẫy này xuống, thì cái đầu này nó sẽ ấn xuống được. Đây, bây giờ mình đang lấy băng keo giấy mình nhét cứng cái trong này nè. Đó, mình ấn cái lẫy này, thì bây giờ đè cái nòng vô nè. Đó, cái nòng nó vô nè. Đó, khi cái nòng nó vô là anh em bỏ đinh Hilti thường vô là bắn được. Thì hướng dẫn cho anh em vậy. Thì bây giờ sau khi mình làm xong, mình sẽ lắp máy lại, rồi anh em sẽ coi bắn lại bên bình thường. Rồi, trân trọng cảm ơn anh em. Ở đây là anh em bào này nè, anh em mài cái tua vít nhọn lên, bào cái gánh này bỏ đi. Bào cho nó mất cái gánh giữa này, cái gánh này nó cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Nhưng mà nó có tác dụng là cái ngăn chặn cái đinh thường á. Mình bào cho nó mất cái này đi. Việc mình bào cái này nó cũng không có ảnh hưởng gì khi mình quay trở lại mình xài cái đinh zin, đinh đúng với mã đinh BX3, nó không có ảnh hưởng gì cái máy hết. Sau khi mình bào cái này được là mình sẽ bỏ được các loại đinh vô trong đây mà nó không có bị dướng gì hết.
xong. Đó. Còn việc mình chêm cái cục giấy ở đây á, nó cũng chẳng ảnh hưởng gì cái máy, nó cũng chẳng làm cho cái máy mình nó hư hay là nó ấy không thích, anh em gỡ nó ra lại. Rồi. Giờ mình gắp lại máy nè. Chụp quay cái máy này.